thấy là nó tâm đắc nhất với em trong hôm nay? Dạ, đó là các công cụ quảng cáo. Em sẽ áp dụng thêm, em tìm hiểu thêm về TikTok của ta. Em thử làm YouTube, vì thiệt ra chồng em cũng có động viên là em nên thử YouTube, em cũng có đủ tự tin đó. Dạ, và em nghĩ là người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được. Đúng rồi. Ok, mọi người thấy ha, ở trên TikTok ha, mình nói một phút đó đó, chứ thật ra để có một phút đó đó, mình tập rất là nhiều. Một đoạn đó ha, là mình nói rất là nhiều lần. Cái này đúng không? Cái đúng rồi, cái bảng này rất là đúng rồi. Đúng là khi mà đặc biệt là đến cái đoạn mà nhân viên yếu kém và không có nhà cung cấp tốt thì mình mua số lượng ít, thì đúng là nhân viên yếu kém là mình cũng phải xác định ngay từ đầu là khi mà mình mới làm sẽ chưa tuyển được những cái nhân viên tốt đâu, mình phải hướng dẫn, mình phải đào tạo, đúng rồi, phải đồng hành cùng với họ thì đúng rồi, họ sẽ biết được là những cái việc họ làm thì có ý nghĩa hơn. Và đặc biệt là em rất cảm thấy rất ý nghĩa là khi chị nói câu chuyện về với nhà cung cấp. Nhà cung cấp thì đôi khi mình phải nói, mình phải lắng nghe họ trước, tức là mình phải dành thời gian cho họ, sau đó thì họ mới có thể chấp nhận được là họ sẽ cung cấp cho mình với cái giá rất là tốt. Đó, ok, tuyệt vời, một tràng pháo tay cho mấy bạn ạ. Có cái phần nào mà em cảm thấy em thích trong cái buổi học này không? Dạ, có cái mà chị làm được mấy năm qua em không làm được. Đó là phần nào? Cách chị chăm sóc khách hàng. Chị chăm sóc khách hàng hay quá, với lại cách chị giữ uy tín á. Thì em cũng có theo dõi chị trong cái đợt 8-3 vừa qua. Ví dụ như em hay nhận nốn đơn hàng, có giữ cái uy tín. Cái chuyện đó nó rất là hay. Với lại hồi nãy mới vô mình coi chị có cái câu là làm hết năng lượng của mình thì sẽ nhận được những cái điều bất ngờ. Đúng rồi. Ok, tuyệt vời, cho một tràng hết. Buổi học hôm nay nói chung là cô dạy cái gì em cũng thích hết trơn á. Là cái gì thật sự, cái điều gì mà cô chia sẻ cũng thật sự là bổ ích luôn. Từ cái bước khởi đầu cho tới là cách vận hành cửa hàng với quản lý hoặc là nhiều thứ khác nữa. Ok, cảm ơn em rất là nhiều ha. Thì biết đứa em nó thì thân thiết đó, và hai chị em thì hiểu nhau thì cũng kiểu là cũng muốn kinh doanh này nọ, mở một cái gì đó cho bản thân mình, có một cái dấu ấn riêng. Thì trước đó thì suy nghĩ là kiểu bán thời trang, tại vì hai đứa cũng từng là kinh doanh nhỏ lẻ như vậy, nhưng mà cứ nghĩ là sản phẩm này sản phẩm kia, nhưng mà cảm thấy nó luôn trục trặc, nó kiểu như là cảm thấy có gì nó ngăn cản mình á. Thì sau một thời gian thì tự nhiên mình thì trong máu là có đam mê về nghệ thuật, mình đã học hội họa thì xong thì mình lại tự nhiên nhớ tới hoa, thì lúc đó mình mới nghĩ là sao tự nhiên nó ập tới mà mình cảm thấy nó rất là kiểu dễ dàng với tới mình luôn á. Nó nảy lên như vậy thì chứ nó mới quay qua con bé em mới nói là tụi mình mở shop hoa đi. Thì cái buổi mà kiểu hai chị em là quyết tâm là họp đầu tiên á, thì là đã ở lại ở tận dụng phòng học công ty, và trong suốt 2 tiếng đồng hồ thì là kiểu search Google, tìm tên, rồi brainstorming các kiểu, thì nó ra một loạt các tên, thì rút gọn được khoảng 5-6 tên gì đó. Nhưng mà cứ kiểu đọc cái tên nó ra thì mình không cảm giác được là mình thích thú, cảm thấy không có cái đam mê lắm, không có thích lắm. Xong rồi cái ngồi như kiểu là hơi bị bế tắc rồi á, tự nhiên đang ngồi cái tự nhiên mình buộc miệng ra nói là An. Thế lúc đó mình mới kêu là đúng, đây là cái tên mà mình cần, tại vì lúc mà mình phát ra cái từ đó thì mình cảm thấy cái lòng mình nó nhẹ. Thì lúc đó thì mình mới cảm thấy là đúng ra là khi mà mình làm một cái gì đó, ví dụ khi mà bạn tặng hoa cho người khác đó, thì bạn cũng đang trao yêu thương, thì người ta cũng sẽ cảm nhận được yêu thương, tình cảm của bạn. Đó là cũng một cảm giác mà khi mình nhận hoa, giống như được an, ai cũng muốn an yên trong cuộc sống của mình. Ngoài ra thì tại vì là tụi mình cũng muốn làm một cái sự kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt á. Tại vì mình không muốn dừng lại ở shop hoa, tại vì mình muốn
nữa. Do đó là mình đã thêm một cái từ N vô. Vì cái từ an đó ở trong tiếng Anh đó, nó còn có sự nghĩa sự dễ thương, còn vừa có nghĩa là dễ duyên dáng, dễ thương, nó vừa nó phù hợp với cái sắc hoa đó. Cái tên mà bằng tiếng Anh thì nó cũng phù hợp với định hướng sau này của tụi mình. Tụi mình đã quyết định là chọn là An Flower. Sếp mất ăn mấy ngày mấy đêm để sếp nghĩ ra cái tên đó vậy? Sago Gift. Cái tên Sago Gift thì Sago là viết tắt của Sài Gòn thôi, đơn giản thôi. Thì cái đối tượng quan trọng, cái đối tượng của mình nhắm tới là doanh nghiệp. Mình cung cấp giải pháp về mặt doanh nghiệp. Thì nó có nhiều thứ trong đó, thì muốn thêm có hoa trong đó. Thì cái tên Sago Gift nó thứ nhất là nó dễ nhớ. Đúng rồi, dễ nhớ. Dễ nhớ mạnh. Ví dụ như các công ty nước ngoài thì nó sẽ đúng rồi, thấy Sài Gòn Gift nghĩa là Sài Gòn Gift còn dễ nhớ, dễ chốt thôi. Rồi với lại khi tìm một cái đặt một cái tên đó thì hay lên mạng kiểm tra tên miền trước thì thấy Sài Gòn Gift chưa ai đăng ký gì hết, từ com.vn tất cả mọi thứ cũng nên quyết định nhanh lấy Sài Gòn Gift. Ok rồi, tên của mình coi nào. Thì nó cũng kết hợp với từ flower, nàng thơ flower, nó trùng như vậy. Thì nó sẽ có một cái slogan, nó sẽ không, chưa có câu chuyện, nhưng mà cái slogan là gửi trao yêu thương, nàng sẽ gửi trao yêu thương đến người nhận. Thì mình không có câu chuyện để cái tên, nhưng mà mình sẽ viết nên câu chuyện. Ví dụ mỗi ngày á, thì mình làm hoa thì mình sẽ viết lên cái câu chuyện, những cái danh ngôn gì đó hay để mình post lên cái fanpage của mình. Thì nàng thơ thì cũng nó nhẹ nhàng giống như hoa lá, giống như cái tính cách của mình vậy đó, bánh bèo thì chắc là đối tượng khách hàng của mình là giống như là những cô gái mộng mơ bánh bèo vậy. Đúng rồi. Rồi chị hiểu. Tại sao nó bị nổi đó, thì đi